An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting... Em sau khi mà 4 năm em làm hướng dẫn thì em rồi em cũng có mở được hai cái đại lý bán dép ở Việt Nam đấy. Dạ, nhưng mà cái đại lý em thì nó kỳ lắm, mà tại vì bán có mỗi cái, mỗi một cái có một chiếc, một đôi có một chiếc thôi. Dạ. Đây, bây giờ một ca khúc của ca sĩ Lam Trường mà đúng phong cách biểu diễn của ca sĩ Lam Trường luôn. Là xin mời cô chú ý cùng nghe Lam Trường bước ra sân khấu. Lần đầu tiên Lam Trường xin gửi đến cô chú sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và bây giờ Lam Trường xin gửi đến cô chú một tên Mơ Phi Trường. Mình chúc mọi người cùng xin chào. Mọi người tranh thủ đi nhà vệ sinh đi, và tôi bắt không nhà vệ sinh đâu ạ. Đi nhà vệ sinh xong rồi tập trung đây. Another summer day has come and gone away. In Paris I'm wrong, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words will come. Mới cái đây là hai tuần lễ
leo thác cổ từng chết được 37 luôn. Nhưng rất nhiều trường hợp phải là nhà ma. Rồi đứng lại, đứng lại. Rồi bây giờ cái nhà mình là khoan đi, khoan đi ạ. À. Cả nhà mình ơi, tranh thủ quăng đi, tàu tới rồi, tranh thủ quăng hết đi, mình rơi lên tàu. Tranh thủ quăng hết đi ạ. Thanh niên ơi, thanh niên hai người giúp dùm cái, ba người cũng được. Đứng hai bên rồi để đỡ và hỗ trợ mọi người. Rồi lên tàu đi. Nè mọi người đừng đạp lên cái bông này. Cái bông này là bông cúng nha, đừng đạp lên nhé. Rồi hỗ trợ là phụ nữ. Rồi lên đi anh ơi. Lên trên kia kìa. Mấy anh nào, một người thanh niên lên trên kia đứng đi kìa. Đấy, nghe nè, ông leo lên trên kia đứng đi, đứng lên, đứng cái góc đó để đỡ mọi người, nắm tay mọi người, đỡ mọi người vô.
biết á, là khi mà cái đợt đó mà nước sạch á tại Hồng Thủy á thì á mưa liên tục nhiều ngày và đêm á, thì miền Bắc là đây, miền Bắc gốc là miền Trung đây, miền Nam là hải đảo, cho nên là miền Bắc là núi đồi, thì tất cả nước nó sẽ chảy từ trên cao vùng cao để mà đi xuống vùng đồng bằng và đó thì vậy là vậy, cho nên là tất cả thì chảy đi ngang qua sông có thể. Chứ như vậy là khi mà đi một mưa thì ngày đêm á, sau đó á đồng chí á cái địa hình mà các mày á thấy một cái đất nước trọn á thế nào cũng có cây cổ dài mà xưa rè. Tại vì sao ạ? Tại vì nó quá từ mặt nước biển đi, mặt nước con góc này thì là của nó chỉ cao với mặt nước biển có 2 mét thôi. Hà Nội thì trung bình cao có 15 mét, Thái Quốc quên cao với mặt biển mặt biển là 3 mét, cao là 3 mét rưỡi. Nhưng mặt góc này chỉ có 2 mét thôi. Còn khi mà nước nó đổ về thậm chí nó hơn 3 mét rưỡi, thậm chí họ phải biết không. Còn cát á, họ đóng lên, họ kè 20 nữa. Và sau khi mà bắt đầu nước nó về nhiều quá, thế là xong là con góc nằm hết tất cả toàn bộ luôn. Chỉ còn có 2 vùng, duy nhất thôi là 2. Tháo cờ nào. Tiền là 70 bạc. Ăn kem, che, bánh gì đó. Cái gì cũng được hết đó là tiền đó, 70 bạc. Trời Quốc có đứt mày. Ok không? Ở đây nó cho bún xe đẩy đó, nội cho mấy trăm bạc nữa. Cách cái mất tiêu mất tiền bạc á. Ông kia đẩy có bằng lái đúng không? Thank you.
tại cái thợ muốn cái gì có tới gì một sợ nào đến họ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bác que cười bác cười. Sáu sáu ba ba. Là miếng dừa đó xong rồi. Ai có xài Facebook không? Có Facebook không? Hình mình nó lên trên Facebook hết rồi đó. Hình của mình á up lên Facebook hết rồi. Trong cái hộp rác nó đưa cho có Nam hướng dẫn amoc@gmail.com trong tuần. Hình chữ Nam là số điện thoại của Nam. Nam hướng dẫn amoc@gmail.com. Rồi vô Facebook đi, hình mình cái đó hết rồi đó. Hình mình up up theo Facebook hết rồi. Nam hướng dẫn amoc@gmail.com. Ra đi nói không một lời, bỏ lại em nơi đây với căn phòng trống vắng và những kỷ niệm yêu đương của chúng mình. Ngày chia tay em lau khô nước mắt, tình đôi ta thôi như vỡ tan. Thuyền yêu đương nay trôi mau quên đi dòng sóng vắng. Ngày chia tay anh đây luôn mong nhớ, tình yêu cũ đôi ta đã mất rồi. Giờ đây phương xa hai nơi, ngồi nhìn em bước đắng cay. Người yêu hỡi có nhớ phút cuối
khi ta chung đường. Còn chi đâu nữa những đêm mãi ân đôi ta vui cười. Giờ đây xin em say sưa bên ai trái tim mặn nồng mà nghe đau nhói cuộc tình dĩ vãng. Người yêu hỡi có biết những lúc cô đơn âm thầm ngoài hiên kia nghe tiếng mưa rớt rơi nơi em quay về. Giờ đây đôi ta không chung đôi bước chân lạnh lùng mà nghe tim thắt xót xa mơ ta. Anh yêu, mặc dù cuộc tình của chúng ta đã vỡ tan theo mây gió, nhưng khi ra đi em vẫn còn mang theo mối tình, đó là tình yêu của chúng mình. Mai em vẫn dành cho anh và mãi mãi sẽ dành cho anh. Mong sao tình của chúng ta sẽ không chóng phai như mây gió. Chia tay em lau khô nước mắt, tình đôi ta thôi như vỡ tan. Huyền yêu đứng đây trôi mau quên đi dòng sông vắng. Ngày chia tay anh đây luôn mong nhớ, tình yêu cũ đôi ta đã mất rồi. Giờ đây phương xa hai nơi, ngồi nhìn em bước đắng cay. Người yêu hỡi có nhớ phút cuối khi ta chung đường. Còn chi đâu nữa những đêm mãi ân đôi ta vui cười. Giờ đây xin em say sưa bên ai trái tim mặn nồng mà nghe đau nhói cuộc tình dĩ vãng. Người yêu hỡi có biết những lúc cô đơn âm thầm ngoài hiên kia nghe tiếng mưa rớt rơi nơi em quay về. Giờ đây đôi ta không chung đôi bước chân lạnh lùng mà nghe tim thắt xót xa vỡ tan. Bóng em như mờ xa, tình đã phôi phai bóng dáng ngây thơ. Còn vầng trăng năm xưa mà phải tình đã lãng quên. Người yêu hỡi có nhớ phút cuối khi ta chung đường. Còn chi đâu nữa những đêm mãi ân đôi ta vui cười. Giờ đây xin em say sưa bên ai trái tim mặn nồng có nghe con tim một lần tiếc nuối. Người yêu hỡi có biết những lúc cô đơn âm thầm lắng nghe tiếng mưa rất rơi nơi em bước chân quay về. Giờ đây đôi ta không chung đôi bước chân lạnh lùng mà nghe tim thắt xót xa vỡ tan. Giờ đây đôi ta không chung đôi bước chân lạnh lùng mà nghe tim thắt xót xa vỡ tan.